Xin chào tất cả các bạn, cùng quay trở lại với kênh của Bonsai Linh Vượng. Hôm nay Bonsai Linh Vượng đang có mặt tại xã Yên Sơ, một cái đang tổ chức ra một cái cuộc triển lãm sinh vật cảnh. Tuy là một xã nhỏ, thế nhưng một câu lạc bộ thôi, thế nhưng mà tổ chức rất hoành tráng và quy mô các bạn. Bonsai Linh Vượng đang thấy rất là nhiều các lãng hoa của các anh em đến để cùng với hội tham gia để giao lưu, và rất nhiều những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật phía bên ngoài. Và bên này có rất nhiều những cái xe cổ. Và còn Sai Đinh Vượng đang thấy bác Phương, phó ban tổ chức. Xin chào bác Phương ạ. Vâng, xin chào bọn Sai Đinh Vượng. Dạ vâng, hôm nay rất vinh dự cho câu lạc bộ hôm nay là được tổ chức cái triển lãm sinh vật cảnh lần thứ nhất, được có phải không ạ bác? Vâng. Xin kính chào quý vị và các bạn và anh em yêu sinh vật cảnh trên cả nước. Vâng. Hôm nay câu lạc bộ Bonsai Yên Sở tổ chức triển lãm sinh vật cảnh Yên Sở lần thứ nhất. Vâng. Cũng là để giao lưu và quảng bá truyền thông, giao lưu học hỏi đối với anh em yêu sinh vật cảnh trên toàn nước Việt Nam chúng mình. Vâng. Thì một cái triển lãm của đây là một cái câu lạc bộ đấy ạ bác. Câu lạc bộ, vâng, tức là chi hội sinh vật cảnh của xã. Của xã đấy ạ. Vâng, thế mà cho đến đây cảm thấy cái không khí và cái không gian của cái cây rất là hoành tráng. Thực sự các bác đem đến một cái sân chơi rất là hoành tráng để cho anh em yêu cây trên cả nước cùng được chiêm ngưỡng. Đây trước tác phẩm này là cái tác phẩm cây của bác nào đây nhỉ bác nhỉ? Anh Quyền Hữu Bằng. Của anh Quyền Hữu Bằng, một cái tác phẩm rất đẹp đang được trang trí đứng trước ở cái khán đài sân khấu. Và cái chương trình này là cái sân chơi này là hiện tại bác đang sở hữu và trông coi ở cái khu vực sân bãi này ạ. Và nghe nói thấy mà nay mai là các bác là có thể là thường xuyên tổ chức định kỳ hàng tháng đúng không ạ? Vâng. Có những cái phong trào chơi cây phải tính liên tục như thế thì mới sẽ được đi sâu và đi cao hơn. Bác có thể chia sẻ cùng anh em. Tức là báo cáo với anh em yêu cây cảnh nghệ thuật của miền Bắc và toàn thể nước Việt Nam. Là mình cũng là những người yêu và đam mê sinh vật cảnh. Thế nên mình cũng muốn là cái gì? Là mình đi, ví dụ như anh Thực Hữu Bằng, anh hàng tháng là tổ chức vào ngày 15 hàng tháng. Mà ví dụ như ngày xưa mình đi chơi câu lạc bộ Di Trạch, người ta tổ chức 20 hàng tháng. Mình cũng muốn có một cái sân chơi là tổ chức hàng tháng để anh em giao lưu học hỏi và kết nối những đam mê ly cà phê như đấy. Đúng rồi, anh em chỉ đến với nhau ngồi uống chén trà rồi uống ly cà phê, ngồi đúng ngắm rồi những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật thì cảm thấy rất là cái thú vị ạ. Và rồi các bác định tổ chức cho các ngày nào hàng tháng trong mình trong tháng? Mình cũng định tổ chức, ví dụ như là ngoài Di Trạch người ta tổ chức 20 hàng tháng, mình cũng bây giờ người ta không tổ chức nữa. Mình ví dụ anh Thực ở trong Hiệu Hoàng là anh Thực tổ chức 15. Mình cũng định tổ chức là 20 hàng tháng. Mình tổ chức cuộc chợ đêm để cho anh em tất cả quanh, ví dụ như Hữu Bằng, Canh Nậu, Thạch Thất, Cú Quai, anh em có thể đến để giao lưu ạ. Có đến, thể đến để giao lưu. Dạ, quanh huyện Hoài Đức đến để giao lưu, ví dụ anh em giao lưu học hỏi là trao đổi mua bán việc của anh em. Là nói ngoài cái mang cây đến để giao lưu rồi cùng nhau chiêm ngưỡng ngắm những cái tác phẩm đẹp, rồi chúng ta có thể lại giao lưu trên góc độ gọi là kinh tế giao thương đúng không ạ? Vâng, tức là mình kết hợp như thế, cái phong trào giữa kinh tế và kinh tế gia đình nó phát triển lên, nó đi lên đồng hành ạ. Vợ nó khỏi mắng. À đúng, khi có được đồng tiền là khi tạo ra kinh tế. Thương mại thì, để trường tồn. Thì bà vợ sẽ ủng hộ cho các con. Thương mại để trường tồn. Đúng rồi, vâng. Rồi. Và bà Phương ơi, cho em hỏi là hình như là ở cái sân chơi của mình là cũng đã chuẩn bị rất là nhiều những cái bàn nhỏ để chúng ta chuẩn bị sau này có những cái cuộc giao lưu thì các bác nó sẽ sẵn cái mô hình và cái sẵn cái sân vườn để anh em trưng bày, có phải không ạ? Vâng, đúng là như này, tất cả mọi việc ấy thật sự là anh em là trong chi hội rất là cố gắng. Vâng. Người góp của, người góp công. Vâng. Để anh em chúng tôi là han một lô bàn. Dạ vâng, bác ra giới thiệu cái lô bàn của mình ạ. Lô bàn
để mà trưng bày những cái cây bonsai mini để anh em, tức là nếu ví dụ có bàn như này thì nó bị to quá. Vâng. Thế đây. Nên là bọn tôi nghĩ ra, anh em chúng tôi nghĩ ra là một cái việc là hàn một cái bàn để trải gạch ra, gạch đỏ ra. Vâng, mời bác ra giới thiệu cùng với tất cả anh em khán giả yêu cây trên cả nước này. Là không phải trải thảm lên nữa, không phải trải khăn lên nữa, nó vừa đỡ bay vừa đỡ ấy mà anh em tưới tắm nó không bị hỏng hóc cái vải. Vâng. Để trải bàn. Đây các bạn giới thiệu đây đây các bạn nhé. Đây là những cái bàn mà các bác đang được chế tác để trưng bày cây cảnh. Tháo lắp toàn bộ. Và đây là những cái bàn ngày hôm nay triển lãm, đây là về để sau để câu lạc bộ giao lưu hàng tháng này hả bác? Vâng, cái bàn này tất cả là giao lưu, câu lạc bộ giao lưu hàng tháng mà cho anh em ở quanh đây là anh em rồi có tổ chức sự kiện triển lãm cây cảnh này anh em mượn về. À vâng. Là một cái hệ thống bàn tháo lắp các bạn ạ, sau đó đặt cái viên gạch lên thì rất là đẹp. Và tưới nước không sợ là bị ướt hay hỏng cái gì cả các bạn ạ. Đấy, thì rất là tiện lợi cho cái việc giao lưu trong các cuộc chơi. Là một cái hệ thống bàn các bác đã làm rất là nhiều đây các bạn. Mà thiết kế là nó vừa phải để mà để cái cây cảnh nghệ thuật của mình lên nó không bị nuốt cái cây. Không bị nuốt cây. Đúng rồi, không bị nuốt cây lúc trọng. Nuốt cây. Vâng. Em ạ. Và hôm nay em đến đây cũng cảm thấy là có những cái mô hình về cái sắp xếp rất là đẹp và tạo thấy một cái hàng rất là lề lối và quy mô. Đây các bạn ạ, nhìn hệ thống chân bàn như thế này và tháo lắp được ra đấy, và để lên những cái viên gạch như thế này rất là gọn nhẹ và rất là phù hợp với những cây mini các bạn nhé. Theo cái ý tưởng của các bác cũng như thế thì các cuộc thường niên sẽ tổ chức diễn ra thường niên vào các ngày 20 hàng tháng trong năm, thì anh em đều tổ chức những cái cuộc giao lưu trà đạo ngắm cây để giao lưu, có thể kết nối đam mê hoặc là có thể là kết nối với lại cả giao thương, tất cả cùng chung, tức là để cho một cái phát triển phong trào mạnh mẽ hơn, thương mại này trường tồn. Vâng, xin cảm ơn bác. Và vợ nó về nó không mắng là ông mang tiền của tôi đi mua cái lắm cây thế. Vâng, đấy tức là đó, tất cả là cũng phải có thực với vực được đạo. Vâng, các bạn ạ. Đúng rồi. Vâng, xin cảm ơn bác Phương, phó ban tổ chức đã chia sẻ cùng anh em nhé. Ban sai Đinh Phượng rất là nhiều. Vâng. Vâng, có dịp thì cứ quay về đây để chiêm ngưỡng mà. Review cho bạn anh. Vâng, vâng, cảm ơn bác nhé. Vâng. Mời em đi xem là bọn anh bố trí có được chưa. Vâng. Anh những vấn đề gì thì có thể góp ý. Vâng. Góp ý cho bạn anh. Vâng, rất hoành tráng ạ. Vâng, xin cảm ơn bác nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Đó, một cái quy mô của một cái đơn vị nhỏ, thế nhưng phải nói là đang có một cái sự đầu tư rất lớn và rất là quy mô các bạn ạ, để chúng có những cái sự sinh hoạt hàng tháng, hàng liên. Hàng tháng phải nói là tạo lên một cái sự đam mê tính liên tục. Rồi, bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.